Phân biệt ho do Covid-19, cúm và cảm lạnh. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Nhiều loại bệnh như cảm cúm, cảm lạnh có cùng triệu chứng ho giống Covid-19. Mùa đông là khoảng thời gian nhiều người dễ bị mắc các loại bệnh liên quan tới đường hô hấp. Triệu chứng tiêu biểu của cảm cúm, cảm lạnh, Covid-19 đều là những cơn ho. Mới đây, dược sĩ cao cấp người Anh Sonia Khan nhận định cách tốt nhất để phân biệt giữa bao loại bệnh trên là xem xét các triệu chứng khác mà bạn đang gặp phải. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, các triệu chứng cảm lạnh bao gồm ho, hắt hơi, đau họng và đau đầu. Cảm cúm và cảm lạnh có vẻ rất giống nhau với một số triệu chứng trùng lặp. Tuy nhiên, sốt đột ngột là triệu chứng có thể giúp phân biệt hai loại bệnh này vì đây là dấu hiệu điển hình của bệnh cúm. Hầu hết bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng sẽ có ít nhất một trong những dấu hiệu sau: nhiệt độ cao, ho liên tục, mất hoặc thay đổi khứu giác, vị giác. Dược sĩ Khan nói, rất khó để phân biệt giữa ho do COVID-19 và ho do cảm lạnh hoặc cúm. Dù vậy, nếu bạn bị ho khan liên tục, đây có thể là triệu chứng của COVID-19. Nếu cơn ho của bạn có đờm hoặc khiến bạn cảm thấy nghẹt mũi, nhiều khả năng đó là kết quả của cảm lạnh hoặc cúm. Tuy nhiên, việc phân biệt có thể trở nên phức tạp vì cảm cúm cũng có thể gây ho khan giống như COVID-19. Cách tốt nhất để chắc chắn là làm xét nghiệm SARS-CoV-2. Nếu kết quả âm tính nhưng cơn ho không biến mất, bạn nên đi khám. Ho không chỉ là dấu hiệu của các loại virus. Nếu tình trạng kéo dài dai dẳng, ho cũng có nguy cơ là dấu hiệu của những tình trạng nghiêm trọng hơn. Ho lâu ngày có thể do nhiều vấn đề khác nhau. Rõ ràng nhất là bệnh hen suyễn. Cơn ho liên quan đến bệnh hen suyễn có thể dao động tùy thuộc vào những thời điểm trong năm. Tuy nhiên, hầu hết những người mắc chứng này đều thấy bệnh nặng hơn khi tiếp xúc với không khí lạnh. Dược sĩ Khan nói, một căn bệnh khác gây ho dai dẳng là phổi tắc nghẽn mạn tính. Khi đó không khí bị cản trở lưu thông đến phổi đúng cách, người bệnh sẽ khó thở, ho mạn tính có đờm. Ở một số trường hợp, ho là dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi, đặc biệt ở những người hút thuốc lá. Bệnh nhân thường ho kéo dài, ho ra máu, tình trạng đi kèm với khó thở, nhiễm trùng phổi.